Chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Hoa Kiển Trúc Ly nha. Hôm nay là lô tối ngày 1 tháng 6 năm 2023 nha cô chú anh chị. Vườn con tiếp tục lên một lô sứ nguyên liệu nha. Lên một lô như thế này, nếu mà có khách lấy thì con, cô chú anh chị mà muốn lấy lô khác thì con sẽ chụp hình, gửi hình lô khác cho cô chú anh chị mình nha. Con quay một lô vậy là con lựa rồi con để riêng ra để cô chú anh chị mình lấy là con dễ lấy cái đúng cái lô mà cô chú anh chị mình đã lựa chọn cho nó dễ nha. Còn mà lô này con bán rồi thì con vẫn có lô khác nha cô chú anh chị. Nếu mà trời không mưa là con vũ ra con bán nhiều dữ lắm luôn. Tại trời mưa cho nên con vũ được có khoảng 2-30 cây ha. Một lô như thế này á là 13 cây, trong đó như thế này có 10 cây lớn và 3 cây nhỏ mini tặng thêm nha. 230.000 bao ship luôn. 230.000 bao ship mà 13 cây sứ nguyên liệu. Cây này là hoa nguyên thủy 5 cánh màu đỏ hoặc là màu hồng nha cô chú anh chị. Loại này mình muốn trồng mà vẫn được, mình trồng thì củ nó sẽ rất là mau lớn. Mình tỉa hết mấy cái rễ cám này nè, rồi mình treo lên khoảng một tuần lễ rồi mình trồng lại. Còn cách trồng thì trên YouTube chỉ rất là nhiều, hoặc là cô chú anh chị nào mà không biết cách trồng thì cứ liên hệ con, gọi Zalo cho con hoặc là nhắn tin Zalo thì con sẽ hướng dẫn cách trồng sứ luôn nha. Sứ nó rất là dễ trồng, quan trọng là mình chọn cái chất trồng hợp lý và mình tưới hợp lý là được. Số điện thoại đặt hàng của vườn con là 0358 899 853. Số này con có Zalo luôn nha. Vườn con thì ở Lấp Vò, Đồng Tháp nha cô chú anh chị. Một lô như thế này là củ so sánh với cục gạch nè. Lô lộn xộn như thế này, có củ thì khoảng 2 vòng tay mình ốp vô, có củ thì to hơn nữa nha. Củ này nó to hơn nè. Mấy cái tược này là ghép ok hết luôn. Mấy cái tược to như thế này bằng ngón tay cái trở lên, ngón trỏ trở lên là mình ghép ok hết. Mấy cái tược này là ghép quá ok. Củ thì mới rũ ra, mới rửa như thế này. Mình về mình tỉa rễ, mình treo ra một tuần lễ mình trồng lại ok. Hoặc là một cô chú anh chị mà ghép treo là vẫn được luôn. Đây, 3 tược trở lên không nha. Có 3 cây tặng thì cây này 4 tược, cây này 3 tược, cây này thì 1 cốt nha. Cây tặng thì cái nó rất là có dáng cho cô chú anh chị mình chơi, mà mini á, hàng mini á rất là đẹp nè. Nó mini nhưng mà rễ nó quái quái như thế này rất là xinh luôn. Mình chỉ cần tỉa tót lại chút đỉnh thì nó rất là đẹp. Cô chú anh chị mình có thời gian tỉa, tại con không có thời gian con tỉa. Củ nó là khá già nha. Cái màu củ như thế này là rất là già nha cô chú anh chị. Cái màu ngà ngà này là rất là già, đảm bảo chất lượng luôn. Mình cầm lên cái củ nó nặng nặng á, là nó với cái màu củ như thế này là củ nó rất là già. Còn cầm lên củ nó nhẹ với cái màu này nó xanh á, là củ nó còn non. Củ già thì mình trồng nó ít bị hao hụt hơn. Một lô như thế này chỉ có 230.000 bao ship luôn. Cô chú anh chị mà sưu tầm thì cứ alo số điện thoại của con nha. Ở ngoài con còn rất là nhiều. Cảm ơn cô chú anh chị mình nha.